Bản tin 35 online của báo Quân đội Nhân dân điện tử xin kính chào các đồng chí và các bạn. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là một số nội dung nổi bật về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Lương Cường làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái. Lạm quyền tự do ngôn luận cũng là một biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Ngày 3 tháng 7 tại Hà Nội, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phải nắm chắc tình hình, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới, góp phần vào xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng, đồng thời phải kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đẩy mạnh hơn nữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chủ động nhạy bén, bám sát thực tiễn để tham mưu, đề xuất định hướng thông tin tuyên truyền về những vấn đề, vụ việc nhạy cảm, phức tạp. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, vừa qua, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Sapa. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri và thông tin thêm đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng từ đầu năm đến nay. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện kiên trì, liên tục, không ngừng không nghỉ, với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai. Kết quả công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần làm trong sạch bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân thị xã Sapa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tập trung thực hiện tốt một số nội dung, chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án quân đội phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới, sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Thứ nhất là chúng ta đã chủ động tham mưu với Đảng ủy cơ quan tổng cục triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện mục tiêu, quan điểm chỉ đạo phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và trong tình hình mới. Cái thứ hai là chúng ta đã thực hiện rất tốt các cái nền nếp chế độ hoạt động cung cấp thông tin là các cơ quan báo chí xuất bản thuộc tổng cục chính trị đã phát huy hiệu quả các cái chuyên trang chuyên mục có thể nói là rất có uy tín, và đây như tôi đã nói là đây là cái thế mạnh của thời gian tới, Ban chỉ đạo 35 cơ quan Tổng cục Chính trị chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh của các tổ chức, lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng liên kết, số hóa các hoạt động tuyên truyền, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ đấu tranh, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện hiệu quả đề án và nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Thưa quý vị và các đồng chí, đối với đất nước ta, ổn định chính trị là tài sản vô giá. Điều này đã được minh chứng qua kết quả của gần 40 năm đổi mới. Ổn định chính trị là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong đánh giá của quốc tế về các yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam,
thì ổn định chính trị luôn là yếu tố hàng đầu. Về chủ đề này, báo Quân đội Nhân dân có bài Ổn định chính trị, vốn quý để phát triển đất nước. Ổn định chế độ chính trị là một hình thái đặc biệt của vận động xã hội, sự vận động trong trật tự kỷ cương, bảo đảm các cấu trúc chức năng cấu thành bản chất chế độ chính trị được giữ vững, tăng cường, không dẫn tới rối loạn bất ổn. Ổn định chính trị là một nội dung cấu thành phát triển bền vững đất nước. Đối với Việt Nam, ổn định chính trị là điều kiện sống còn để bảo vệ độc lập dân tộc, ứng phó với các thách thức bên trong và bên ngoài. Bảo vệ Tổ quốc có nội dung cơ bản là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, trong đó sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quan trọng nhất. Có thể nói, Việt Nam luôn giữ được ổn định chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vững vị thế lãnh đạo nhà nước và xã hội. Chính là vì Đảng có uy tín cao gần như tuyệt đối với nhân dân. Đạo đức của Đảng, trí tuệ của Đảng đã được minh chứng từ sự lãnh đạo tài tình của Đảng trong hơn 94 năm qua, trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển kinh tế. Chính vì tin Đảng, yêu Đảng mà nhân dân Việt Nam luôn theo Đảng. Dù thử thách gian lao đến mấy, khó khăn đến mấy cũng không sờn lòng, sự lãnh đạo của Đảng không nhằm mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu cao đẹp là phấn đấu đưa đất nước ta thành nước phát triển, có thu nhập cao, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Cũng cần khẳng định rằng, ổn định chính trị là vốn quý để phát triển đất nước. Tuy nhiên, ổn định chính trị không phải là thứ tài nguyên trời ban, mà là nhờ năng lực và uy tín lãnh đạo của Đảng. Do đó, mỗi cán bộ đảng viên cần nhận thức rõ vấn đề này để có hành động đúng đắn nhằm giữ vững ổn định chính trị vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị và các đồng chí, việc hiểu đúng tự do ngôn luận không chỉ là tôn trọng quyền lợi cá nhân, mà còn là sự nhận thức về trách nhiệm đạo đức và pháp luật trong việc sử dụng quyền này. Tự do ngôn luận không phải là tự do tùy tiện phát ngôn, mà là một trách nhiệm được thực hiện theo các chuẩn mực pháp lý và đạo lý, qua đó góp phần bảo đảm an ninh tư tưởng văn hóa và giữ vững ổn định trật tự xã hội. Trong chuyên mục luận bàn ngày hôm nay, mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi phân tích về chủ đề này. Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong nhiều văn bản luật quốc tế, tương đồng với quy định quốc tế. Tại Việt Nam, các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận của công dân, luôn được Đảng, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm. Các bản hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013 đều khẳng định quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 hiến định: công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận không phải là quyền bất khả xâm phạm, mà phải tuân thủ trong khuôn khổ pháp luật. Thực tế cho thấy, vẫn có một số cá nhân, nhất là một số người nắm quyền lực thông tin, quyền lực của con chữ, đã sử dụng tự do ngôn luận một cách tùy tiện, phát ngôn vô lối trên mạng xã hội, kể cả phát ngôn gây thù ghét, thông tin sai sự thật, đưa ra ý kiến tùy tiện với dụng ý xấu, kể cả chống phá Đảng, Nhà nước. Các hành động này không chỉ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, danh dự của cá nhân lãnh đạo, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thông tin và sự ổn định phát triển của xã hội. Điều 13 của Luật Báo chí 2016 thì cũng đã quy định rất là rõ cái trách nhiệm và quyền hạn của báo chí trong việc đảm bảo cái quyền tự do ngôn luận của người dân. Như chúng ta đã biết là báo chí là có một cái vai trò hết sức là quan trọng. Báo chí là cái diễn đàn ngôn luận của quần chúng nhân dân, báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và báo chí hoạt động theo hiến pháp và pháp luật để đảm bảo với cả hệ thống chính trị rằng là chúng ta sẽ cùng với hệ thống chính trị để xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thưa quý vị và các đồng chí, chúng ta có thể thấy việc hạn chế phát ngôn bừa bãi, thông tin tùy tiện trên mạng xã hội là nhằm bảo vệ cộng đồng, chứ không chỉ là việc xử lý, trừng phạt những cá nhân có phát ngôn sai trái, xuyên tạc. Những thông tin sai sự thật có thể dẫn đến hành vi lệch chuẩn trong đời sống xã hội. Phát ngôn gây thù ghét, phát ngôn kích động có thể dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi bạo lực nhắm vào những nhóm đối tượng cụ thể, hành vi kỳ thị dân tộc, giới tính, xuất thân. Để hiểu đúng và thực hiện tự do ngôn luận theo hiến pháp, pháp luật, trước hết cần tăng cường giáo dục,
nâng cao nhận thức về trách nhiệm pháp lý và đạo đức trong việc sử dụng quyền tự do ngôn luận, xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, chặt chẽ về an toàn, an ninh trên môi trường số, trong đó nhấn mạnh đến giới hạn cần thiết của quyền tự do ngôn luận, đồng thời cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật một cách nghiêm minh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội để thông tin sai sự thật, phá hoại an ninh tư tưởng văn hóa, chống phá đảng, nhà nước. Quyền con người và quyền tự do ngôn luận có những giới hạn luật định. Mọi người có thể nêu vào quan điểm của mình, nhưng những quan điểm ấy không được vi phạm đến lợi ích, quyền, danh dự của cá nhân, những người khác, không làm tổn hại đến chế độ. Chúng ta cần có một cái giải pháp đồng bộ gồm có nhiều biện pháp cụ thể khác nhau. Trong đó chúng ta cần phải đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để cho mỗi người dân người ta trở thành một cái người sử dụng mạng xã hội thông minh. Người ta biết được là những cái gì mà có lợi, những cái gì mà có hại, những cái việc gì nên làm và những việc gì không nên làm trên không gian mạng. Thứ hai là chúng ta cần phải tăng cường cái biện pháp quản lý nhà nước, đặc biệt là việc phải kiểm tra, rà soát các cái thông tin mà đưa lên trên mạng, và cuối cùng là chúng ta cần phải xử lý thật nghiêm những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm về việc mà cung cấp thông tin sai trên không gian mạng. Thì thông qua như vậy chúng ta một mặt nâng cao được ý thức của người dân, và thứ hai chúng ta phòng ngừa xử lý những vi phạm để các vi phạm không tái diễn nữa, thì cái không gian mạng của chúng ta sẽ trở nên sạch sẽ hơn. Không chỉ có người dân mà đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, việc hiểu đúng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức, cũng như tuân thủ nghiêm túc kỷ luật phát ngôn ở mọi lúc, mọi nơi là việc làm thiết thực, góp phần giữ vững môi trường thông tin xã hội lành mạnh, đồng thời cũng là một cách góp phần phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Thưa quý vị và các đồng chí, hiểu đúng tự do ngôn luận và phòng ngừa tự do phát ngôn tùy tiện gây tác hại đến an ninh tư tưởng văn hóa là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Qua việc tăng cường trách nhiệm xã hội và đạo đức công dân trong sử dụng tự do ngôn luận, cũng như áp dụng các biện pháp quản lý và giám sát hợp lý, chúng ta có thể tạo ra một môi trường truyền thông lành mạnh, an toàn, đồng thời bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn chuẩn mực đạo đức xã hội. Tới đây, chuyên mục Luận bàn đã khép lại bản tin 35 online của Báo Quân đội Nhân dân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong bản tin tiếp theo.